Hello everybody. Dạ kính chào anh em, bà con, cô bác trong ngoài nước trên toàn thế giới. Em hôm nay này bình rồi quý vị ơi. Nằm đây một mình coi cút. Ăn miếng cháo cũng phải tự mò đi. Tủi thân lắm quý vị. Con mình số phận nó như vậy đó thì mình phải chịu thôi. Không biết nói với ai mà cũng không biết. Vì mình có nói á, số của mình nó vậy rồi. Giờ đau ốm bệnh hoạn cũng nằm đây. Bệnh mấy ngày nay nằm coi cút một mình hả quý vị. Em chẳng hiểu sao nữa. Thuốc này quý vị ơi, đây là thuốc tể, thuốc dạ dày. Ai cho cái gì uống cái đó, ai nói cái gì hay thì uống cái đó. Thuốc này quý vị, ôi trời ơi, là một bịch thuốc ở chỗ nào cũng thuốc hết đó quý vị. Nó đau nó nhức hết người luôn. Em không uống thì em không có sức để em lo cho con em. Em chỉ bây giờ em nói thiệt chết cũng có số rồi. Nếu mà vừa rồi á, trận dịch vừa rồi mà mẹ con em sống gầm cầu, hai mẹ con em ở ngoài gầm cầu em đương thời em chưa bao giờ bỏ ai kiểu đó đâu quý vị. Em không quên là kể đi nhưng mà cảm thấy tủi thân thôi. Chỉ cần người ta alo cái là bỏ chồng bỏ con đi liền. Nhưng mà vậy tới chừng không còn gì nữa là coi như là người ta thấy mình người ta sợ quý vị. Tủi thân chứ không phải là em kể lẽ gì, mọi người hiểu cho em chứ còn đúng là khó thiệt. Năm người khó quá quý vị. Đau ốm bệnh hoạn vậy đó. Hai mẹ con thui thủi ở gầm cầu trên chiếc xe như vậy, đông rủi Bình Dương, Long An, coi như là chỗ nào Tiền Giang, chỗ nào thầy hay thầy giỏi là em đều chở con em đi hết. Tuy như vậy là có nhiều người hỏi đó, em chở cho quý vị đau lòng lắm quý vị ơi. Nếu có nhà có cửa để con ở nhà rồi mà không được, cái số của mình nó như vậy. Giờ chỉ còn có hai mẹ con thôi. Lúc đó em cũng chỉ nghĩ là cái xe như vậy là cái mái nhà di động của mẹ con em tiện bề chăm sóc, em cũng được Lê Tân Thiện kết nối mẹ con em đến sự yêu thương chia sẻ vật chất tinh thần. Lòng bác ái của tất cả mọi người đã yêu thương mẹ con em, hỗ trợ được ngày hôm nay như vậy, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em tuần nãy em bệnh nặng rồi bị chó cắn nữa. Chó nó bị chó cắn coi như là xui. Em nghĩ chắc chó ở nhà cắn chắc không sao, khỏi chích ngừa chích nhít gì. Cũng chán lắm rồi quý vị. Đôi lúc em muốn cầu xin Chúa ơi, nếu ấy Chúa cho con sống rồi, Chúa cho con được khỏe mạnh, con làm nuôi con đi. Chúa trao cho con cây thập giá quá nặng mà con chịu chứ con. Nếu mà so như vậy thì với Chúa chẳng là con chẳng là cái gì hết. Nhưng mà con do một người phụ nữ đơn thân như vậy, cảnh mẹ quá con coi mà. Con đã bệnh hoạn, con làm đủ mọi thứ hết, áp lực với con. Chúa thương con rồi, Chúa cho con nhắm mắt xuôi tay một cách. Em chết rồi thì con em chẳng biết sống với ai luôn. Cháu chẳng biết đi đâu về đâu luôn quý vị. Hình thử ra em không cho em gục ngã. Em bằng mọi cách em phải uống thuốc lúc nào cũng thuốc hết quý vị. Hai ba bữa thuốc chỗ nào cũng thuốc hết quý vị ơi. Mà thôi. Đâu cũng là cái số hết rồi. Em cũng mơ ước có vàng đeo, cũng mơ ước có xe hơi đi, cũng mơ ước có nhà lầu, chứ không phải em mơ ước ngồi đó để nói xấu người này nói xấu người kia. Em mơ ước như vậy. Em mơ ước em có tiền,
đi làm những cái việc á có ích chứ không phải là em vậy. Nhưng mà em biết là mình sống thật, sống luôn luôn bị thiệt thòi. Em cảm ơn bà con cô bác rất nhiều, em ghi nhận. Em cầu mỗi ngày mở mắt ra chỉ biết cầu xin, xin Chúa ban bình an cho tất cả anh chị em chúng con trên toàn thế giới được một ngày mới. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, mọi sự bình an, vạn điều may mắn đến mọi người. Anh chị em trên toàn thế giới này, em xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều bình an. Em đây hôm nay em lên cái clip này, em cũng muốn nói lời cảm ơn đến anh công an và y bác sĩ của trung tâm bệnh viện tâm thần của thành phố Thủ Đức trong đã hỗ trợ giúp đỡ cho mẹ con em trong thời gian vừa qua để điều trị cho con em. Hôm nay cháu cũng khỏe được nhiều lắm rồi quý vị ơi, và Mạnh Thường Quân, tất cả mọi người đã hỗ trợ giúp đỡ cho mẹ con em từ lúc cháu lâm bệnh, cháu đi không được đến bây giờ cháu chết lâm sàng. Quý vị coi thì theo dõi em từ ngày 17 tháng 11 năm 2021 là em gặp được Lê Thân Thiện, đã là một cái người cầu nối đưa mẹ con em, đưa cái hoàn cảnh mẹ con em là vì con em bệnh quý vị. Còn sức khỏe như em á thì mình là phụ nữ ai cũng muốn, ai cũng có ước mơ sung sướng, chứ không ai muốn con đau con bệnh và mất đi cái cảm giác, cái cảm xúc của con người. Em nghĩ cái số phận của em là như vậy, em cam chịu, em chấp nhận, nhưng sống thật lúc nào cũng bị thiệt thòi hết quý vị, đủ thứ hết. Mình thật thà quá đâm ra mình bị thiệt thòi, người ta lại coi mình, người ta tưởng đâu em là con khùng con ngu. Nhưng quý vị ai cũng mơ ước, ai cũng mong muốn mình có một cái bờ vai để dựa, nhưng chẳng ai mong ước mình đầu tắt mặt tối, đi ra nằm trâu nằm bò nằm ngựa. Nhưng mà mình có làm được chăng nữa thì cái tinh thần của mình nó cũng vẫn còn được thoải mái. Còn em áp lực lắm quý vị, cơm áo gạo tiền tất cả. Cái tuổi của em này thì nó cũng có tuổi rồi, chứ không phải biết em ba em nằm vào cái tuổi 30 thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị thấy không, đời bây giờ các bệnh tật đâu này kia thì đâu có chừa, vậy đâu có phân biệt tuổi tác đâu, mà cũng chẳng chừa một ai hết. Cho nên là em nói nếu lúc em đương thời mà em không biết á thì chắc con em nó chết lâm sàng, nó không đi được đâu quý vị. Em không nói em hay, em giỏi, em này em kia, lúc nào em chỉ là một cái hạt cát ở trên một cái bãi sa mạc vậy thôi. Nhưng mà con em nó chết lâm sàng, nó được mọi người hỗ trợ, được mọi người giúp đỡ, được anh em trong ngoài nước hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần. Một người mẹ đã nhà cửa ông con đóng vào một cái xe như vậy, đi coi cút mẹ con sống trên đường là để làm chi. Lúc nãy em không có biết gì YouTube hết, em đâu có điện thoại đâu mà em không biết gì hết. Em chỉ đóng như vậy là thứ nhất là em đi chữa bệnh cho con em và em dễ bề chăm sóc con em vậy thôi. Rồi tiền em không có tiền để mướn trọ, rồi em không đi làm cho người ta thì phải phụ thuộc vào giờ giấc. Còn con em lúc đó nè, cháu nó chết lâm sàng hai chi dưới rồi, nó không đứng được mà cũng không đi được, ăn ỉa tại chỗ, hình thử mọi thứ hết đó quý vị. Nhớ em đã được như vậy và cũng được chủ đất giúp đỡ cho mẹ con em về ở, thì lúc đầu thì mình cũng tin tưởng người ta quá. Em nghĩ rằng sau cái trận dịch như vậy thì chẳng có ai mà nó đem cái lòng tham hay là sân si với nhau để làm cái gì nữa. Vì cuộc đời này chẳng mang được cái khi ra đi đó quý vị, thấy cái đợt dịch rồi. Ra đi nhiều khi không nhìn được con cháu nữa cả. Chứ không phải là mang của cải ra đi đâu. Mà
Em tin tưởng ta quá đâm ra hả? Em bỏ ra 30 mấy 40 triệu bạc. Em làm cái nhà đó thì em ở được 2 năm mấy 3 năm. Thì quý vị cũng như giống như mình đi mướn vậy thôi. Thì ngày hôm nay chủ đất nó xuống dời cho mẹ con em xuống dưới đây ở. Đúng nó rộng hơn. Và chú cũng bỏ tiền ra mua tôn, mua cây về làm. Kêu thợ làm á, trời đất ơi, đúng là thiệt con. Em nói con người người ta không có một chút tâm, không có một chút lương tâm quý vị. Cái miệng người ta nói một đường mà người ta làm một ngã. Mà tính em thì không có như vậy. Em làm về đó này chỉ có dựng miếng tôn vậy xong rồi. Giờ em nói em làm cái gì và em làm sao, em như thế nào, em đều quay em đưa lên cho quý vị thấy hết. Rồi sức em sức đàn bà mà. Rồi, trong cái thời điểm đó thì con em nó lại bỏ đi không tin tức gì hết. Một cái Tết vừa rồi em giống như chìm trong một cái biển cả vậy. Không có một mùa xuân, không có một... Nhưng mà rồi cái gì nó cũng có cái hậu hết quý vị ha. Em cũng cảm ơn quý vị bà con cô bác rất nhiều, luôn luôn ghi nhận và cảm ơn. Và em chỉ biết cầu nguyện thôi. Thì đạo nào cũng vậy, đạo Phật cũng vậy, đạo Công giáo cũng vậy. Và cái đạo là cái tâm, cái đức của con người, chứ còn không phải... Em không có mượn đạo để tạo đời đâu quý vị. Anh thử ra cái tiếng nói của em nó không có được ngọt ngào, nó không đi vào lòng người. Nhưng mà em lại không làm ai đau lòng. Có thể mọi người không ưa, không thích em thiệt. Em biết rằng mình nói thẳng quá đâm ra người ta không có ưa. Và ở đây có những người không thể làm được như em. Thành thử ra người ta ganh ghét em là cái chuyện bình thường thôi. Em không quan trọng. Người ta nói sao biết không? Nếu quý vị nói em xấu mà quý vị đẹp lên á, thì quý vị cứ việc nói. Quý vị chửi em mà quý vị được phước á, thì quý vị cứ chửi. Đúng không? Đó ông bà có câu giờ. Nó như vậy thôi. Em giờ em ăn phần và em cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ đau ốm ngồi đây cũng một mình thôi. Thì quý vị nghĩ thử. Cái cảm giác nó ra sao quý vị? Vấp cục đá nó còn đau uống hồ chi nhìn. Một người phụ nữ như vậy. Dạ. Em xin kính chúc mọi người được bình an nha. Ai ăn rau nhúc mà hỗ trợ cho em thì alo 0937808772. Bữa nay rau nhiều thì còn có 150 ký thôi. Rau của em là nó chỉ có xin một chút xíu cái đọt thôi, già một chút nữa em bỏ rồi. Còn ăn sang xíu nữa thì quý vị về nặt hết, bỏ hết lá đi nè, coi như trời ơi, ăn cái nên ăn thượng hạng luôn rồi nha quý vị. Có rau lang, rau muống, thì quý vị nào ăn thì alo, hỗ trợ em để em có tiền em chăm lo cái cuộc sống cho mẹ con em. Hello bà con, cô bác, quý vị ơi, gì nhìn này nữa. Có cái gì em đang đâu? Thành phố Thanh Long người ta chạy điện đó quý vị. Xong rồi ban đêm á người ta chạy vậy á thì cũng bị ăn cắp bóng điện đó quý vị. Khổ vậy á. Bây giờ người ta mướn là canh giữ bóng điện này. Một đêm như vậy là 500. Em cứ chiều đi rồi sáng về làm kiếm thêm thu nhập, thêm tiền để lo cho con. Chứ bây giờ ai cũng vậy thôi đó. Em đang ở thành phố Thanh Long. Quý vị thấy không? Em cũng nói là vừa rồi á nè. Coi cái vụ Thăng Long á nè, không phải là coi ở vườn người ta đâu quý vị. Coi đó là giống như cái rẫy đó ở trên chân đồi, chân núi gì đó. Nó cách xa nhà khoảng 4-5 cây số, 5-6 cây số. Xa nhà dân á, thành thử ra người ta ban ngày người ta làm mệt rồi người ta không có coi, mà ở ngoài đó dân không ai ta coi nó. Nói thực sự ra tại biết sao tối đến đi đường điện đồ này kia nó cũng phức tạp nguy hiểm lắm. Nghe 500 thì tưởng đâu làm thấy là nhiều đó, nhưng mà thực ra là người ta đúng là tiền nào của đó hết đó quý vị.
Mà em nghĩ rằng thôi thì mình làm như vậy mình kiếm được đồng nào hay đồng đó, ra vô xe cộ này kia nó không đâu nhiều đâu, mới cũng có xe là cháu nó đi xe Sài Gòn Phan Thiết đó, rồi nếu mình gặp được cái chuyến của nó thì mình quá gian, nhưng mà không sức nào chịu nổi quý vị, thức một đêm á bằng ngủ ba ngày cũng không lại sức nữa. Mà đâu phải là ngồi một chỗ đâu quý vị, góc đầu này góc đầu kia mình phải đi rảo á, rồi mình ngồi một góc giống như là mình đi đình trộm mà mình để người ta thấy thì thôi chứ còn cái gì nữa, đúng không? Em cũng muốn làm để có tiền nhưng mà sức khỏe và cái điều kiện nó không cho phép. Ở ngoài đó thì đi bẻ tay hoặc là đi làm cho người ta thì mình những cái đó thì mình chưa có biết làm, thì thành thử ra mấy nữa là người ta cũng ở dân ở ngoài đó cũng người ta cũng chưa có việc, chứ không phải người việc á, người ta cũng ấy. Thành thử ra ban ngày thì người ta không có kêu, chứ nếu mà ban ngày người ta kêu thì ban đêm mình ban ngày mình ở lại mình đi làm rồi ban đêm mình làm như vậy cũng được. Nhưng mà tháng năm chạy điện thì nó chừng 20 ngày hoặc là 25 ngày, nhưng mà người ta mướn vào một là vào cái giờ giữa, từ giữa đậu xuống hoặc là đầu mùa, giống như là có nghĩa là người ta làm như vậy để làm chi, giống như bẹo hình lợm á quý vị, là giống như là ok cái vườn này á, người ta mướn người chạy mướn người coi như vậy thì giống như nó có hơi vậy thì nó bình an, nó không có vô nó ăn trộm, nó tháo bóng tháo dây của người ta đi đó. Mà chạy như vậy á, vừa rồi á thì ở sát nhà đó mà cũng còn đền mười mấy 20 triệu bạc tiền bóng, thì huống hồ chia trên núi đúng không, chứ không phải em đi làm á là thực tế đó, chứ không phải em đi vô mà em ban ngày thì làm sao mà quay được, mà ban đêm á thì em mà tay ngăn hông em quay em có làm sao thì em nói như vậy, chứ tự nhiên không em nửa đêm nửa hôm em ở Sài Gòn đi ra em lên núi em quay làm gì đâu, đúng không? Mà em nghe cái số tiền 500 ngàn đối với em bây giờ thì rất là lớn. Dân lao động mà em nghĩ là thôi tối mát đồ này kia mình ra, nhưng mà nó không có đơn giản. Đúng là cái đồng tiền mà mình kiếm được nó không có đơn giản chút nào. Nhưng mà sức khỏe em chủ yếu sức khỏe thôi, cần sức khỏe em đi làm. Mọi người nói em vô em khóc em để có tiền, thì nếu mà khóc mà có tiền được thì cũng lên khóc đi quý vị. Trời ơi, có những người vô nói sao mà giống như là người ta ăn người ta không có nhai đó quý vị. Nói sức khỏe của em làm như vậy đó, ở đâu phải là em lên em dễ dòi em này kia mạnh thường quân đâu em. Mà đúng được như vậy á, cho nên là người cho em 5.000, 3.000, 10.000, 20.000 là em có. Em để đó 20-30.000 đó để em mua được cái quách đó quý vị. Không biết ngày nào em ra đi em chẳng mang được cái gì á. Em cầu mong em có sức khỏe em làm nuôi con em. Nó như vậy chứ nó mà thanh niên 22 tuổi mà nó được như người ta, minh mẫn như người ta thôi đi làm hồ cũng được. Thì nó cũng còn phụ em được, đây nó không biết một cái gì hết á. Thôi giờ có chửi thì em nghe, có mắng thì em chịu, quánh thì em đưa mặt cả bên phải đưa bên trái quánh luôn nè. Giờ nói nhiều quá rồi thôi không nói nữa. Em kính chúc bà con cô bác một ngày đầu tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng ha. Nhiều sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Thì có sức khỏe là mới làm được lên được tất cả thôi, chứ không có sức khỏe nay nó đau chỗ này, mai nó đau chỗ kia là xong luôn. Đem tiền đi vô đại lục bác sĩ mà chết vẫn chết. Tiền hết mà chết vẫn chết nha quý vị. Không phải riêng mẹ con em là cái ngoại lệ, mà em thấy cái bệnh viện nào nó cũng quá tải hết.